Những lá đơn tố cáo được gửi từ những gia đình có người thân tham gia vào Hội Thánh Đức Chúa Trời. Và đây là những quyển sách dạy đạo lạ được Công an huyện Thủy Nguyên thu giữ được. Theo tư liệu mà Công an huyện Thủy Nguyên cung cấp cho phóng viên VTC1, gia đình những nạn nhân này đều có chung cảm xúc bức xúc, lo lắng khi những người thân của họ mù quáng đi theo đạo này. Bác này mới cãi nhau xong, tao đuổi ngay, mẹ gọi cả họ đây. Giờ bố cũng, mẹ cũng bắt hương không thờ. Xong bắt đầu, bây giờ như là đi trước ngày tận thế thôi, trước ngày chết thôi. Nhà không làm, ngày nào cãi nhau, thế mới tải chứ. Thế xong bắt đầu mới truyền cho bố thì truyền cho tôi, truyền cho con. Thế nhưng mà bố con đi giờ mù quáng rồi. Công an huyện Thủy Nguyên cho biết đối tượng mà nhóm Hội Thánh Đức Chúa Trời hướng tới là những người nhẹ dạ cả tin, nhất là những nữ sinh viên và phụ nữ trẻ có chồng. Theo lý luận của hội này, tiền bạc là tội lỗi. Tuy nhiên, họ lại giở chiêu trò móc túi các tín đồ bằng cách mỗi tuần các tín đồ phải bỏ 200 đến 500 nghìn đồng vào một cái phong bì. Bên ngoài có ghi chữ cha mẹ yêu anh em rất nhiều rồi đưa cho trưởng nhóm. Ngoài ra, mỗi tín đồ phải ngồi hầu thánh 3 lần trên một tuần, mỗi lần phải đóng 50.000 đồng, cũng được bỏ vào cái phong bì. Đạo nào thì đạo, cuối cùng cũng là hướng con người ta đến cái thiện và đảm bảo cho người ta cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc. Nhưng riêng đây thì lại trái ngược lắm. Các gia đình về là ruộng vườn bán hết, cung tiến mà tiền cho các hội thánh này. Và gia đình thì vợ chồng ly tán, con cái thì bỏ bố mẹ. Nó gây ra cái hậu quả nó khác với cái thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Không chỉ tại huyện Thủy Nguyên hiện nay, nhóm Hội Thánh Đức Chúa Trời đã tổ chức hoạt động tại các huyện Tiên Lãng, Kiến An và một số tỉnh lân cận Hải Phòng.